xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh LT Kitchen Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Linh sẽ nấu canh khổ qua dòng thịt. Khổ qua là Linh mua trái này. Này bà xui của mẹ cho. Trái nhỏ nhỏ không à, cắt hai. Rồi sau đó mình sẽ móc ruột ra giống như vậy nha. Để chút nữa Linh sẽ chỉ cách móc ruột khổ qua. Còn bên đây á, dồn vô thì Linh có này là chả cá nè. Linh để đông đá, nó chưa có tan đá. Đó, một cái cây này là cây chả đá. Thường ở trong nhà Linh lúc nào nó cũng có chả cá hết á. Rồi chả cá này Linh không có làm không mà Linh trộn với thịt gà. Đây là hai cái ức gà. Hai cái ức gà là gà này đó, mẹ mua nguyên con về, cái mẹ lấy thịt cái ức ra riêng, cái đùi cái cánh ra riêng. Đó, cái đùi cái cánh á, thì để nướng hay là chiên gì đó ăn. Còn cái này để dành nấu canh. Xong trong thịt á, thì Linh cũng có ngâm một lọn bún tàu rồi nè. Bây giờ Linh sẽ chỉ cách lấy ruột khổ qua nha. Khổ qua sau khi xẻ hai nè, mình sẽ dùng cái muỗng mình chỉ vậy thôi. Làm nãy giờ. Rồi, ngoáy nó ra làm vậy. Đó, là lấy được cái ruột khổ qua rồi đó. Nhanh lắm. Dạ. Sạch trơn nè, thấy không? Cái nè, hai cái nè, ba cái nè, cái xoay dọc. Vậy là ruột nó ra hết rồi. Rồi Linh tiếp tục làm cho hết cái rổ hôm qua này nha. Nè, đây cây chả cá Linh cân coi nhiêu nha. Cây chả cá này là 1 pound. Hai cái ức gà 700 gram, trừ cho cái khay nó 100 gram, còn 600 gram. Rửa này kia ra là chắc nửa ký, với cái này 4.5 gram, cũng như là nửa ký chả nửa ký gà là tổng cộng là 1 ký đó. Giờ Linh đi rửa gà để đi xay. Hôm qua sau khi đã móc ruột xong rồi đó, Linh đi rửa thịt. Thịt Linh đã rửa xong rồi nè. Trước khi Linh xắt thịt để mà đi xay á, thì Linh sẽ chuẩn bị trước. Đây là Linh có là gia vị để mà ướp vô thịt á. Để chút nữa mình sắt cái tay mình dơ rồi mình không có múc gia vị được. Linh có nửa muỗng muối, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng đường. Kế tiếp là Linh cho cỡ một muỗng cà phê tiêu, có tiêu nhiều nó thơm. Sau đó thì Linh xắt luôn hành lá. Chút nữa Linh để vô Linh xay luôn cho nó đẹp. Cái chả cá thì Linh không có ướp, tại vì trong chả cá đó nó đã có đầy đủ gia vị rồi, vừa ăn lắm. Chỉ bây giờ mình ướp cho cái thịt gà thôi, rồi chút nữa mình hòa quyện thịt gà với chả cá lại với nhau. Kế tiếp là Linh cũng xắt hành tím này Linh xay luôn. Gà của Linh còn hơi đá đá, Linh muốn gà còn đá đá vậy đặng mình xay nó dẻo hơn, cái máy nó không có bị hư nữa. Linh sẽ sắp thịt gà mỏng mỏng ra đặng mình xay. Thịt gà Linh đã rửa qua với nước muối với miếng giấm, kéo như là xay thịt gà nó mới dẻo. Giờ Linh tiếp tục xắt cho hết cục thịt gà này. Cái này mình đi xay thành ra mình không có cần là xắt bằng nhau hay là lớn nhỏ gì hết. Mình xắt vậy là mình để cho mình xay thôi. Xay xong, giờ Linh trộn nó lên cho nó đều nha. Khi mình xay cái mình lấy ra cái mình xay hà gọn khỏi nước xong mình đông thêm gia vị nhiều nhiều hết.
Rồi, bây giờ Linh đi rửa tay để Linh xay cái chả này nha. Linh trộn đều thịt trước khi Linh cho vào máy xay. Linh chỉ cho phân nửa lượng thịt vào trong máy xay thôi, tại vì cái máy xay của Linh nó nhỏ. Linh không có muốn cho nhiều. Nếu mà cho nhiều vô mình xay cái cói mau bị hư lắm. Giờ Linh đem đi xay nha. Đầu tiên là Linh nhấn thả chừng 3-4 lần như vậy đó, để cho thịt nó hơi nhuyễn. Sau khi thịt nhuyễn rồi đó, Linh mới xay. Linh xay đúng 1 phút nè, chả nó mịn lắm. Bây giờ Linh cho ra cái thau này để một chút Linh trộn chung với chả cá. Eo, nhìn nó dẻo dai ngon không? Cái phần còn lại Linh xay cho nó hết luôn. Ô, nãy con quên để miếng hành tím nha, lấy miếng hành tím cho con đi. Để hành sấy vô cho nó thơm. Tại vì thịt gà mình là cái ướt không à, Linh phải cho một muỗng dầu tỏi vô cho cái gà nó béo. Rồi, đi xay cái phần này. Xay xong nè, nhìn thấy gà lắm. Này chả thịt gà. Linh cho một chút gia dầu vô cái thau, đặng chút nữa mình trộn nó không có bị dính thau. Chả cá nó mềm mà Linh cho chả cá và chả gà. Bây giờ Linh trộn lẫn chả cá với chả gà lại với nhau. Nó hơi màu đậm hơn nè, chả gà nó trắng tươi nha. Giờ Linh đi mang găng tay vô Linh trộn đều nha. Đây là chả Linh đã trộn xong rồi. Nhưng mà hồi nãy á, Linh quên, Linh không có quay video cái khúc mà Linh cho bún tàu vào. Linh có một lọn bún tàu ngâm mềm, Linh đã sắc vào, Linh trộn chung với chả cá và chả gà rồi nè. Coi nó cứng nè, nó dai không? Đó. Giờ Linh chờ một tí nữa cái Linh đi cho dồn vô hũ qua rồi mình đi hầm. Trước khi dồn hũ qua, Linh đã chuẩn bị một cái nồi. Linh cho vào nồi là 1,5 lít nước lọc và 1 lon nước súp gà. Giờ mình đi nhồi thịt vào hũ qua nha. Linh xin nhắc một cái lưu ý nhỏ nha. Nếu mà khổ qua mình để trong tủ lạnh, mình đem ra, mình chờ cho khổ qua thiệt là nguội rồi đó, rồi mình mới dồn chả vào nha. Chứ mà nếu mà chả còn lạnh, khổ qua còn lạnh khi mà mình dồn vào, mình đem đi hầm á, khổ qua nó bị sượng, nó cứ ngắt hà. Đây là cách mẹ Linh bả dồn khổ qua nè. Mẹ lấy cục thịt nhỏ, mẹ cho vào trong khổ qua. Rồi mẹ ém xuống. Mẹ ém cho đến khi là đầy trái hũ qua thì thôi. Giờ Linh đi giúp mẹ dồn thịt vào hũ qua. Linh với mẹ sẽ dồn tất cả thịt vào trong hũ qua này nha. Sau khi dồn hũ qua gần xong á, thì Linh bật cái bếp lên để Linh nấu cái nồi nước. Trong nồi nước Linh sẽ nêm vào nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường phèn. Linh đợi nồi nước sôi, Linh sẽ cho hũ qua vào. Sau khi nước sôi, Linh sẽ dùng tay chấm 1 miếng nước mắm thoa vào cái phần thịt của trái hũ qua
Rồi Linh sẽ để từng trái hủ qua một vào trong nồi. Mục đích của việc thoa nước mắm lên bề mặt của chả đó là làm cho chả không có bị lòi ra ngoài khi mình hầm. Linh tiếp tục thoa nước mắm và cho tất cả các hủ qua vào trong nồi để hầm. Sau khi cho tất cả hủ qua vào trong nồi, nếu thấy nước ít á, thì ta cho thêm nước vào. Hầm hủ qua lúc nào nước cũng xâm xấp với mặt hủ qua. Nồi hủ qua hầm 1 tiếng 15 phút. Khi nào mà thấy hủ qua mềm nè, đó, sắn vô nó mềm èo nè, đó, là hủ qua chín rồi. Nêm nếm theo khẩu vị của gia đình. Khi hầm hủ qua đó, ta nên hầm hủ qua với lửa nhỏ để cho cái phần thịt cá nó ra nước ngọt, sau đó nó ngấm trở lại vào trong vỏ hủ qua, làm cho vỏ hủ qua ngon hơn. Nước hủ qua sau khi hầm xong á là nó trong vắt vậy nè. Thường thường đó là nhà của Linh đó là không có sử dụng bột ngọt, nhưng mà khi hầm hủ qua đó thì phải nêm bột ngọt. Bột ngọt nó sẽ làm giảm cái độ đắng của hủ qua, làm cho nồi canh hủ qua của mình được ngon hơn. Nồi canh hủ qua của Linh đã hoàn tất, nếu cả nhà thấy thích thì có thể nấu thử nha. Linh xin dừng video tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Cả nhà nhớ đừng quên đăng ký ủng hộ cho Linh với nha. Hẹn gặp cả nhà vào video kế tiếp. Chúc cả nhà có một cuối tuần thật là vui vẻ.